PSG không hài lòng khi siêu sao người Brazil bỏ qua buổi lễ ăn mừng chức vô địch Ligue 1 để tham dự sự kiện của giải đua xe F1 Monaco Grand Prix. Hôm 28 tháng 5, PSG hòa Strasbourg 1-1 và bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1. Neymar không có mặt để chia sẻ niềm vui cùng đội bóng. Thay vào đó, cựu sao Barcelona tham dự sự kiện giới thiệu giải đua xe F1 diễn ra ở Monaco. Siêu sao 31 tuổi được nhìn thấy chụp ảnh cùng các tài tử Hollywood như Tom Holland, Orlando Bloom và Michael Douglas. Huấn luyện viên Christopher Gauthier khẳng định Neymar vắng mặt là do việc di chuyển không thuận tiện. Song, lời quay tiết lộ hành động của Neymar khiến giới chủ PSG không hài lòng. Neymar như đang khiêu khích ban lãnh đạo đội bóng, tờ báo Pháp viết. Gauthier khẳng định thêm rằng PSG rất tức giận và khả năng Neymar chia tay sân Parc des Princes trong hè 2023 càng trở nên rõ ràng hơn. Neymar mất tích trong ngày vui của PSG, nhưng trở lại Barcelona để ăn mừng chức vô địch La Liga cùng đồng đội cũ hôm 15 tháng 5. Động thái của Neymar khiến một bộ phận vận động viên PSG bất mãn. Họ cho rằng Neymar nên dành thời gian để điều trị chấn thương, thay vì di chuyển quãng đường dài để dự lễ ăn mừng của đội bóng không còn liên quan. PSG được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị hỏi mua Neymar từ các đội bóng ở Premier League. Ngôi sao người Brazil từng cam kết gắn bó với PSG đến hết hợp đồng, tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, khi cùng Lionel Messi hứng chịu làn sóng chỉ trích từ hội vận động viên PSG sau thất bại ở Champions League, Neymar cân nhắc khả năng chia tay câu lạc bộ thủ đô Paris. Neymar đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật mắt cá chân. Tuyển thủ Brazil chỉ có thể trở lại vào đầu mùa giải 2023-2024. Chấn thương chấm dứt mạch phong độ thăng hoa của Neymar trong màu áo Le Parisien. Trước khi nghỉ thi đấu, cựu sao Barca góp công vào 30 bàn thắng trên mọi đấu trường.